À, vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn à, Mr. X xin được tiếp tục cái phần hướng dẫn à, về một cái trụ cột quan trọng nhất của à, gia đình và tình yêu thăng hoa đó chính là sex và chủ đề này thì tập trung vào cái việc là làm sao để à, cái cuộc sống hạnh phúc gia đình và tình yêu, tình dục trở nên thăng hoa à, Trong video bài học này tiếp tục của những cái phần tiếp theo à, tôi sẽ nói về các tư thế tình dục À, tôi đã trình bày và đã hướng dẫn cho các anh chị và các bạn về không gian, về thời gian và về tần suất, đúng không ạ? và trong video bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn các cái tư thế để các anh chị và các bạn có thể thử nghiệm, thay đổi và làm cho đời sống tình dục của mình thêm phong phú, thêm hấp dẫn và thêm nóng bỏng. Xin lưu ý rằng đây là khoa học về tình dục chứ không phải là sự bệnh bạ hay là cái sự biến thái hay là những cái quan điểm lệch lạc về tình dục tôi xin phép nhắc lại đây là khoa học về tình dục giúp cho chúng ta thay đổi cái cách thức cái phương pháp cái không gian thời gian và cái tư thế để gia tăng trải nghiệm tạo thêm cái sự đa dạng phong phú và sự hấp dẫn trong đời sống tình dục của mỗi cặp vợ chồng điều mà chúng ta rất là quan tâm Nếu như giả sử rằng cứ hai ngày các bạn quan hệ tình dục một lần và trừ đi những ngày lễ, những ngày ốm đau, những ngày người phụ nữ mang thai hoặc là người phụ nữ có kinh thì giả sử như vậy một năm các bạn sẽ quan hệ tình dục khoảng 150 lần Và nếu có những người làm tốt hơn về mặt sức khỏe Có thể sẽ có 200 lần hoặc 300 lần Tùy thì tôi sẽ lấy một cái con số thống kê là khoảng 150 lần tức là cứ hai ngày một lần trừ đi những ngày nghỉ lễ những ngày ốm đau bệnh tật những ngày công tác đi vắng vân vân thì tôi sẽ bày cho các bạn một cách là mỗi một ngày các bạn thay đổi một tư thế hay đúng hơn là mỗi một lần quan hệ các bạn thay đổi một tư thế thì đến một năm các bạn mới thay đổi hết hoặc thậm chí là chưa thay đổi hết các cái tư thế tình dục à, để làm được việc này thì tôi tư vấn cho các bạn cách làm như sau thứ nhất các bạn vào google các bạn tìm kiếm từ khóa là sex pose và hoặc là từ khóa sex positions sex thì các bạn biết rồi đúng không position là các tư thế hay là pose là các tư thế à, trong cái video bài học này tôi xin phép không show lên những cái hình ảnh những cái tư thế mặc dù là tôi có trong tay ở đây bởi vì là cái danh giới giữa cái khoa học về tình dục với lại một cái bộ phim hoặc là một cái video hướng dẫn về tình dục có thể sẽ là những cái danh giới nó liên quan đến cái phần gọi là tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy nó cũng rất là khó xác định cho nên với một người mà thận trọng và muốn nói về cái khoa học tình dục thì tôi xin phép không sâu áp lên mặc dù là tôi có và tôi bày cho các bạn một cách đấy là các bạn vào Google tìm từ khóa sex post hoặc là sex positions đúng không ạ số nhiều bởi vì nó có rất nhiều và nếu mà các bạn tìm ngay cái từ khóa sex position nó có thể ra, ra cái trang web là sexposition.club nó trả trên Google Tại sao Google vẫn cho trả về những kết quả này? Là bởi vì những cái kết quả này là hoàn toàn là được Google cho phép xuất hiện. À, theo quan điểm của Google Mỹ và rất nhiều nước châu Âu, thì đây là khoa học về tình dục và hoàn toàn có thể là được phép à, xuất hiện cái kết quả từ khóa này. Tức là Google cho phép xuất hiện và mong muốn người đọc, người xem tìm được những cái kết quả này bởi vì đây là một cái lượng tìm kiếm trên thế giới cũng rất là lớn và tại Việt Nam chúng ta thì hầu như chúng ta rất là e ngại khi đề cập đến chủ đề này tôi thì với tư cách là một người xây dựng về mối quan hệ phát triển các cái mối quan hệ hoặc là một chuyên gia về tâm lý và có nghiên cứu về khoa học về tình dục hoặc là tâm lý học thì tôi cũng rất là cởi mở và rất là hiểu biết nhưng trong một cái giới hạn thì tôi cũng xin phép và cũng xin lỗi tất cả các anh chị là tôi không cung cấp những cái hình ảnh này các anh chị vui lòng tìm từ khóa đó và sẽ ra ngay cái trang web Sex Positions và có hơn 245 tư thế more than 245 different sex positions trên trang web này họ giới thiệu là họ có hơn 245 tư thế và, và có một cái slogan của cái trang web này rất là hay là Don't be the same Be different đúng không ạ đừng có ngày nào cũng nhàm chán như thế cũng giống nhau mà hãy khác biệt hãy trải nghiệm hãy thưởng thức và hãy làm cho cái đời sống tình dục của mình trở nên phong phú hơn đối với người phụ nữ cũng đừng ngại rằng là như thế thì chồng nghĩ rằng là mình hư quá chăng hay là mình chưa bao giờ như vậy bởi vì chúng ta có một cái suy nghĩ cổ hủ như vậy nên là khiến cho cái đời sống tình dục của chúng ta nó trở nên rất là nghèo nàn lạc hậu chúng ta cũng có khi quay đi quay lại cũng chỉ một vài cái tư thế à, cơ bản thế thì có rất nhiều các cái loại tư thế đúng không ví dụ như là tư thế à, cháo đầu đuôi hay người ta còn gọi là sáu chín à, các cái tư thế mà à, phục vụ cho cái hoạt động là blow job à, đây là sử dụng từ tiếng anh hay còn gọi là bg hay là cowgirl hay là criss cross à, hay là dog style À, tức là tư thế từ phía sau, đúng không ạ? Hoặc là các cái tư thế liên quan đến face to face, tức là mặt đối mặt chúng ta nhìn thấy được nhau Hoặc là from behind, tức là những cái tư thế từ phía sau Hoặc là kneeling, tức là những cái tư thế uh, quỳ, nam có thể quỳ hoặc nữ có thể quỳ, đúng không? À, liên quan đến đầu gối Hoặc là lying down, tức là nằm đè lên nhau, à hoặc là man on top hoặc là woman on top tức là nam trên hay nữ trên thì ở việt nam có lẽ là những cái tư thế mà man on top là tư thế rất là chủ đạo đúng không nữ on top cũng có một số những cái tư thế à, hoặc là oral sex tức là những cái tư thế mà à, liên quan đến việc là tình dục thông qua đường miệng Đấy. hoặc là rear entry tức là những cái à, tình dục thông qua những cái đường khác Đấy. hoặc là right angel tức là À, những cái tư thế đến từ bên trái hoặc bên phải hoặc bên cạnh sideways đúng không? À, các cái tư thế ngồi sitting à, hoặc là các cái tư thế úp thìa spooning thì tất cả những cái mà ở Việt Nam dịch ra thì hầu như chúng ta cũng đều học hỏi từ nước ngoài à, hoặc là các cái tư thế đứng standing à, hoặc làm à, những cái rất nhiều những cái cách thức à, khác nữa đấy. Thì đó là một số những cái gọi là danh mục mà có những cái tư thế chúng ta có thể thử nghiệm à, khi mà chúng ta tìm cái từ khóa này thì nó sẽ cho chúng ta cái hình và cái hình ảnh minh họa sẽ giúp chúng ta có thể là học hỏi và tham khảo à, các bạn lưu ý là phải được sự đồng ý của vợ chồng hoặc là người yêu đối tác à, phải được sự đồng ý sự phối hợp tránh việc là tôi muốn nhưng anh không muốn à, tôi muốn nhưng cô không muốn đối tác của mình không muốn thì đó là sự thiếu tôn trọng đó là sự ép buộc và à, khiến cho cái 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 quan hệ tình dục nó sẽ trở nên không hòa hợp bởi vì mục tiêu của chúng ta là để hâm nóng mục tiêu của chúng ta là để đổi mới để khác lạ để làm cho cái đời sống tình dục nó thêm phong phú thêm mặn nồng à, các cái kỹ thuật các cái tư thế của chúng ta là ngày càng tốt hơn à, thế thì tất cả các tư thế này chúng ta đều phải lưu ý một là chúng ta phải đảm bảo yếu tố sức khỏe thứ hai là chúng ta phải đảm bảo cái yếu tố hòa hợp và cái sự phối hợp một cách nhịp nhàng và thứ ba là chúng ta cũng hạn chế sử dụng những cái tư thế quá khó có thể gây ra những cái tổn thương cho chúng ta hoặc là cho đối tác của chúng ta chúng ta cũng cần lưu ý là những cái tư thế mà nó khó quá thì nó có thể lại ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc là gây ra những cái tổn thương lớn thì chúng ta hết sức là tránh Đấy. thế còn với 245 tư thế thì tôi nghĩ à, các bạn làm một năm mỗi một ngày à, mỗi một lần các bạn sử dụng một tư thế thôi thì tôi nghĩ cũng là một năm mới hết thì cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ à, chưa kể đến chúng ta thay đổi về mặt à, không gian chúng ta thay đổi về mặt thời gian chúng ta thay đổi về mặt tư thế À, chúng ta thay đổi về à, cách thức quan hệ ví dụ như là à, cái phương pháp truyền thống đúng không ạ là à, quan hệ vợ chồng đấy là à, người đàn ông à, sẽ sử dụng dương vật của mình đúng không ạ cho vào à, cái bộ phận sinh dục của người phụ nữ à, gọi theo cách khoa học đấy là âm đạo đúng không ạ thì đấy là cái à, phương thức quan hệ à, vợ chồng một cách hết sức là truyền thống thế thì ngoài ra nó cũng có những cái phương thức quan hệ mà à, cũng rất là à, mới cũng à, có thể các anh chị và các bạn tìm hiểu thêm đúng không ạ ví dụ như là quan hệ thông qua đường miệng à, có thể là sử dụng tay à, sử dụng chân à, sự quan hệ thông qua đường hậu môn vân vân à, có rất nhiều những cái à, như vậy tôi cũng không tiện trình bày hết để các anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm À, trong các cái tư thế thì họ cũng đều có hướng dẫn cho chúng ta à, Rất là tốt cũng như là à, rất là phù hợp với cả nam với cả nữ à, Nếu mà các anh chị mà không tìm thấy Thì các anh chị có thể liên hệ với tôi à, Mr. X à, qua địa chỉ email là Mr. X Việt Nam A Hotmail.com à, Tôi xin phép nhắc lại là Mr. X Việt Nam A Hotmail.com À, tôi sử dụng hotmail nhé tôi không sử dụng gmail Đấy, hãy nhớ là như vậy hotmail ok thì tôi sẽ có thể sẽ gửi cho các anh chị và các bạn à, rõ ràng hơn hoặc là các anh chị và các bạn có thể tìm một cái từ khóa vâng, tìm một cái từ khóa là à, kamasutra à, position à, kamasutra cũng là một cái cuốn sách kinh điển về à, các cái tư thế và à, cũng được ghi lại rất là nhiều các cái tư thế của nhân loại đây là một cái cuốn sách của Ấn Độ nói cũng khá là sớm về chủ đề hôn nhân giới tính và tình dục đặc biệt là để đề cập sâu đến vấn đề tình dục thì các bạn search cái từ khóa Kamasutra, thì các bạn cũng sẽ ra được cái cuốn sách đó cũng ra được các cái tư thế để có thể tham khảo thêm thì cái video bài học này hướng dẫn về cái À, những cái tư thế và giúp cho các anh chị và các bạn có những cái nhìn à, tổng quan hơn à, đa dạng hơn đa chiều hơn và giúp cho các anh chị và các bạn có thể à, thay đổi được cái à, không khí cũng như là thay đổi được cái tư thế à, làm cho cuộc sống à, vợ chồng của mình thêm thăng hoa thêm nồng ấm à, người chồng của mình à, thêm yêu quý mình à, và người vợ cũng à, cảm thấy được thỏa mãn bởi vì thực tế là ở Việt Nam thì À, chỉ có người đàn ông được thỏa mãn nhiều, còn người phụ nữ thì à, được thỏa mãn rất là ít, đúng không? do quan niệm, do hiểu biết, do giáo dục, à, do sự học hỏi của chúng ta cũng rất là à, khác nhau. À, cho nên là tôi cũng nhấn mạnh là người phụ nữ à, cũng cần phải biết những cái này và người đàn ông cũng cần phải biết để chúng ta có thể hòa hợp và tương tác với nhau một cách tốt nhất. và xin lưu ý là đây là khoa học về tình dục. À, xin chúc các anh chị và các bạn à, có một cái sự ứng dụng thành công và có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn và tình yêu thăng hoa hơn. Đấy là điều mà Mr. X của tôi sản xuất cái video này cũng như là cái khóa học này để chia sẻ với các anh chị và các bạn. Xin chào.